Mến chào cô chú anh chị các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại chùa Tam Quốc Sóc, ngôi chùa cổ kính rất đẹp của người dân tộc Khmer. Bữa nay mình lại quay video cận cảnh ngôi chùa cổ kính rất đẹp này, và có chiếc ghe ngò từng du lịch Đông Dương, đó là chiếc ghe ngò chùa Tam Quốc Sóc, còn gọi khác là Tam Sóc, thuộc về xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay mình lại quay video cận cảnh ngôi chùa cổ kính rất đẹp này cho các bạn theo dõi, và các bạn theo chân của mình theo dõi ngôi chùa cổ kính rất đẹp chùa Tam Quốc Sóc nhé. Đây toàn cảnh là cho chùa Tam Quốc Sóc, mình đi vô là mình đụng ngay Phật Thích Ca đang đứng ngay giữa chùa luôn các bạn, giữa sân chùa các bạn đó. Ở đây cây Bồ Đề, sát bên là cây Bồ Đề. Bữa nay mình vô cận cảnh đây là sư đang sửa chữa ngôi sa la. Đây là sư đang sửa chữa ngôi sa la cũ lại các bạn, để chuẩn bị lễ chùa năm thứ mấy của đồng bào dân tộc Khmer. Bữa nay mình lại có dịp mình quay review các bạn xem. Đây là ngôi sa la chùa Tam Quốc Sóc của xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Bên đây là Phật Thích Ca đứng các bạn. Đây. Phật Thích Ca đứng giữa sân chùa luôn các bạn. Còn đây là cây Bồ Đề rất to, rất lớn luôn các bạn. Đó. Để mình quay cái ngôi chính điện cho các bạn xem nhé. Đây là ngôi chính điện của chùa Tam Quốc Sóc các bạn. Đây là ngôi chính điện chùa Tam Quốc Sóc. Thuộc về xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây phối màu giữa màu hồng, màu hồng rất đẹp bạn. Đó, đây là phối màu hồng dưới màu hồng gà bạn, nhìn rất đẹp bạn. Đây là ngôi chính điện nha các bạn nha. Đây là ngôi chính điện của chùa Tam Quốc Sóc. Ngôi chùa này thì làm ngôi chính điện này khánh thành khoảng 20 mấy năm các bạn, 20 mấy năm, khoảng gần 30 năm rồi đó các bạn. Ngôi chính điện này nè, ngôi chính điện của chùa Tam Quốc Sóc. Bữa nay mình lại review cận cảnh ngôi chùa nổi tiếng, có chiếc ghe ngò từng vô địch Đông Dương thập niên 90. Bữa nay mình vô quay review cho các bạn xem. Đó, phía trước mặt chúng ta đó là ngôi sa la sư đang sửa chữa lại để chuẩn bị lễ chùa năm thứ mấy của đồng bào dân tộc Khmer. Bên đó là ngôi sa la sư đang sửa chữa lại các bạn. Đây là cột cờ và cũng có cây Bồ Đề đây, những cây nữa bạn, rất lớn luôn. Đây là nhìn ngôi chùa này cũng rất cũng hẹp các bạn. Đó, đây là ngôi chính điện các bạn. Ngôi chính điện của chùa Tam Quốc Sóc. Ngôi chính điện đây là xung quanh cái cột hà gào này thì sư có làm như là con rồng các bạn. Con rồng trên hàng gào luôn các bạn, xung quanh ngôi chính điện luôn các bạn. Đây. Ngôi chính điện này nhìn rất là đẹp. Đây là khung cảnh của chùa thì cũng không có gai gọng nhiều đó bạn. Đây là ngôi chính điện. Đó. Đây toàn cảnh của sân chùa. Của chùa Tam Quốc Sóc. Rồi xa Mỹ Thuận. Nó cũ không? Quốc Sóc Mỹ Tú, Sóc Trăng. Đây thuộc về huyện Mỹ Tú các bạn. Đây thì tháp bạn, tháp đại hài cốt, với bất cứ chùa dân tộc Khmer nào cũng có tháp đại hài cốt hết trơn các bạn. Thì bất cứ chùa nào cũng phải có của ngôi chùa Khmer là có hết trơn các bạn. Đó, đây là tháp đại hài cốt xung quanh ngôi chính điện các bạn. Thì mình đây là mình đang quay là toàn cảnh ngôi chính điện ngôi chùa Tam Quốc Sóc bị bầm giòn. Đây ngôi chính điện của chùa Tam Quốc Sóc nha các bạn, nhìn rất đẹp các bạn. Đây theo phong cách hồi xưa, đây ngôi chính điện này làm khoảng là gần 30 năm các bạn, theo mình biết là gần 30 năm rồi. Đó. Hôm nay có dịp đi mình quay review các bạn xem luôn. Đây toàn cảnh ngôi chùa. Đó. Cảnh ngôi chùa. Đây là chùa bân chùa Tam Quốc Sóc. Toàn cảnh ngôi chùa bân Tam Quốc Sóc. Đây toàn cảnh luôn các bạn. Đây là ngôi sa la. Đây là ngôi sa la. Ngôi sa la của chùa Tam Quốc Sóc. Đây toàn cảnh là khuôn viên của chùa các bạn. Đó, khuôn viên của chùa. Không biết ghe ngò để ở đâu luôn. Để mình hỏi mấy chú này ghe ngò đâu, mình review ghe ngò từng du lịch Đông Dương cho các bạn xem. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Tam Quốc Sóc. Xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Mình bữa nay có dịp đi mình review cho các bạn xem ngôi chùa cổ kính của Khmer Nam Tông đẹp như thế nào. Bên kia thì chỗ lò hỏa táng mà, hai cái lò hỏa táng. Đó mấy chú đang đốt rác đó. Đó. Đây không biết ghe ngò để cái bên kia
đây là ngôi sala bạn, đây ngôi sala của chùa Tâm Phúc Sắc, đây toàn cảnh ngôi sala của chùa Tâm Phúc Sắc nè bạn. Không biết để ghe ngò để đâu, để mình đi review chiếc ghe ngò cho bạn xem luôn. Đây là ngôi sala các bạn, đây là ngôi sala của chùa Tâm Phúc Sắc, rất đẹp đó. Ngôi chùa này thì cũng không có rộng nhiều bạn, thấy đất cũng không có mấy gì rộng, thuộc về xã Mỹ Thận. Đây là ngôi chùa phụ kính có chiếc ghe ngò tình du lịch Đông Dương, tục ngó đất nã cũ, tục ngó đất hàng nã cũ, hàng còi nã cũ, tầm lý tỏng cũ à con cũ. Đây đang hỏi sư ghe ngò thấy đâu đi review ghe ngò cho bạn xem. Đây là ngôi sala các bạn, đây là ngôi sala chùa Tâm Phúc Sắc. Đây là ngôi chùa có chiếc ghe ngò từng du lịch Đông Dương thập niên 90. Đây toàn cảnh ngôi chùa Tâm Phúc Sắc mà mình đang đi quay ghe ngò, mình đi sau nghe sư nói ghe ngò để sau này mình đi review ghe ngò cho các bạn xem luôn. Đó. Biết chỗ nào tầm quá đó ủa đây đang đi quay quay ra ngoài cho các bạn xem. Đây toàn cảnh phía sau chùa bạn, đây là có lúa trồng lúa sắp lên là vụ ba nè, sắp cắt rồi. Đây toàn cảnh ngôi chùa ở sau chùa các bạn, để quay ra ngoài cho các bạn xem. Chỉ là chiếc cây ngò để ở đây các bạn, đã tới chỗ chiếc cây ngò. Hiện tại chiếc cây ngò hiện tại là có 3 chiếc cây ngò, một chiếc đem đi làm cái ở bên Hà Nội bạn, nhà mỏ tảng bạn. Đây là chiếc cây ngò, chiếc mới đóng năm rồi, chiếc này nè, hai chiếc này nè, đây chiếc này mới đóng năm rồi, 2020 là chiếc này mới đóng nè bạn. Và chiếc để ngoài kia là chiếc cũ, chiếc ngoài kia là chiếc cũ, còn hai chiếc này là chiếc mới hết trơn bạn. Đóng năm 2019 và 2020 hai chiếc. Bây giờ là mình nghe thông tin là ghe ngò chùa Tâm Phúc Sắc chuẩn bị là đóng một chiếc mới nữa năm 2021, nhưng mình chưa khẳng định. Chừng nào mà mình có mà uống dáng mà lên bè thì mình mới dám khẳng định là chiếc ghe ngò đó đang đóng. Còn hiện tại là thông tin, chỉ là thông tin, chưa chính xác. Bây giờ mình đang là review chiếc ghe ngò chùa Tâm Phúc Sắc cho các bạn xem. Đó, chiếc này năm rồi vô dòng 32 đội là chiếc này vô dòng 32 đội là vô dòng năm 2020 vô dòng 32 thì loại dòng 32 đội. Chiếc ghe ngò này mới đóng năm rồi luôn các bạn. Nhìn rất là đẹp bạn, nhưng không đi, nhìn rất đẹp đó. Đi nhưng mà không lẻ chứ không phải là không đi. Hai chiếc này là mỗi chiếc mỗi năm mỗi chiếc nữa các bạn. Chiếc kia đóng 19 nè, 2019, chiếc này 20, là tổng cộng đây là hiện tại là còn 3 chiếc kia ngon đem đi Hà Nội, một chiếc là 4 chiếc đó. Hiện tại là chùa Tâm Phúc Sắc hiện tại còn 4 chiếc kia ngon đó. Chiếc này lên qua văn cũng rất đẹp các bạn, chiếc này bơi năm gội là 2020 thì thành tích thì dòng 32 đội đã loại các bạn, là dòng 32 đội này. Đây là cần câu mà đây, rất là nhiều cần câu ghe ngò đó bạn, sư để đây nè đó, rất nhiều cần câu ghe ngò luôn. Đây là ghe ngò của chùa Tâm Phúc Sắc cần câu. Ngày bữa nay mình có dịp mình lại review cho bạn xem chiếc ghe ngò Tâm Phúc Sắc, hiện tại là còn 3 chiếc ghe ngò mà nghe thông tin là chuẩn bị đóng thêm một chiếc nữa là năm 2021 này, nhưng mà mình chưa khẳng định. Chừng nào lên dán cuốn dán lên dán bè dán nhảy thì chỗ đó mới mình dám khẳng định là ghe ngò đó sẽ đóng, còn hiện tại là mình không có khẳng định. Đây là phần mũi ghe bạn, đây là phần mũi ghe ghe ngò Tâm Phúc Sắc. Đây là phần mũi ghe, chỉ là ghe đóng năm 2019, này đóng chiếc năm 2020 chiếc này 19 bên kia
hệ thống cuốn sắt vậy, đang có 3 chiếc ghe ngò mà hiện tại ra nghe thông tin là đang chuẩn bị đóng ghe ngò mới đó. Rất nhìn rất đẹp mà. Bên kia có biểu tượng của khỉ à, ngồi đứng trên mũi ghe đó, đứng trên mũi ghe là hình tượng của con khỉ đó. Bữa nay mình review cho các bạn xem là chiếc ghe ngò tầm quốc sắc đẹp như thế nào, chiếc ghe ngò từng du lịch Đông Dương thập niên 90. Bây giờ mà clip của mình tới đây kết thúc các bạn. Chúng tôi xin mời các bạn đăng ký kênh Xem Mỹ TV và nhấn chuông để nhận video mới nhất từ kênh Xem Mỹ TV. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.